Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay giới thiệu lại với các bác là cái mẹt ăn bị đánh bìm bịp hai mặt. Cũng nhiều bác cũng hỏi là mẹt này có làm chất liệu gì khác không. Em cũng xin thưa rằng với các bác là mẹt này full inox các bác nhá. Bọn em làm 100% inox, mỗi lò xo thì bọn em làm thép AC thôi. Thép AC thì nó không bao giờ rỉ các bác, kể cả cái inox 201 hay inox 304 nó đều không rỉ hết. Em chẳng qua inox 304 nó sẽ sáng hơn, thành phần inox nó nhiều hơn. Đấy là 201. Nhưng trong này có cả 304 và 201. Ví dụ như cái thanh cái này nó bằng 201 này các bác này. Đấy. Còn cái mẹt này là nặng 2 cân 6 các bác. Mẹt hai mặt này là nặng 2 cân 6 nha các bác nhá. Đấy, cũng nói luôn cho các bác để các bác biết. Đây, về phần cầu tử và phần đáy thì làm rất chi tỉ mỉ. Như trước mắt các bác đây, các bác nhìn thấy đây, ở đằng trước giữa hai cái cánh mẹt bọn em đều hàn nan hết, hai đầu bọn em hàn ở giữa bọn em một dây rất chỉ chắc chắn các bác, mặc dù dây inox nó nhỏ nhưng mà vẫn hàn được các bác. Đây, kể cả phần dưới đây các bác này, nhìn từ lò xo cầu tử các bác nhìn này, từ nan niếc bọn em làm rất chỉ cẩn thận, chi tiết cẩn thận rồi. Còn mẹt này bao chắc chắn cho các bác luôn và không rơi vỡ, không ấy thì bảo hành cho các bác 10 năm cũng không hỏng được các bạn. Đấy, thì sau đây em sẽ đi test cái hoạt động của nó, xem độ nhạy của mẹt và là độ chuẩn của mẹt như thế nào. Đấy, như trước mắt các bác đây, các bác nhìn thấy không, về cái phần lò xo đây và về phần cánh lụp đây, cánh mẹt đây, em đã uốn cũng rất chỉ đẹp rồi, cẩn thận rồi. Đấy, các bác nhìn thấy không, cẩn thận từng tí một luôn. Riêng mẹt này là hàng bao chuẩn luôn, bao đẹp cho các bác luôn. Và hôm nay em xin báo giá trực tiếp cái mẹt hai mặt này. Mẹt hai mặt này bên nhà em bán là giá là 1 triệu bao ship các bác nhá, 1 triệu bao ship cái hàng mẹt hai mặt này. Đấy, thì là em sẽ đi test độ nhạy cho các bác xem. Đây, cái lò xo thì bọn em đã cân bằng lực hết rồi, đảm bảo nó vừa lực vừa độ nhạy cho các bác khi đánh. Khi đánh thì đảm bảo là phát ăn luôn, không bao giờ phải lo động vào phát là sập ngay. Đấy, như trước mặt các bạn đây là em đã dương cánh lụp lên rồi, dương cánh mẹt lên rồi. Đấy, thì cái lưới liếc này bọn em đã làm màu ngụy trang rồi, không phải lo. Nói chung là nếu mà để con bịt thì không sợ lộ đâu các bạn, nói chung là ok. Đấy, còn phần móc của nó đây, móc của nó có phần đẩy này, phần đẩy để anh em mình ngoắc xào vào đây đẩy lên. Còn phần móc này các bác này nhìn này, rất chi là cân luôn, cân hai bên luôn. Đấy, thì đây đi test thử độ nhạy của nó nhá các bác nhá. Vẫn như mọi khi thôi, chơi một con tông lì các bạn, con tông lì thì cũng bằng một con bìm bìm. Đây, test thử độ nhạy của nó luôn. Đấy, rất chi là nhạy luôn. Và các bác yên tâm nhá, khi sập một bên rồi bên này nó không sập đâu nhá các bác nhá. Nếu mà làm nó kém thì bên này nó sẽ sập, nhưng mà các bác yên tâm, bọn em làm rất chi chuẩn rồi, sập một bên rồi bên kia không được sập. Đấy, ăn luôn hai quả tông lì như hai con bìm bịp luôn các bạn. Đấy, thì bây giờ là chuẩn bị sắp mùa bìm bịp rồi các bạn. Như miền Bắc là bịp bổi ở ngoài vẫn chưa sung lắm các bạn, chắc tầm khoảng một tháng nữa gần Tết là bịp bổi sẽ sung, hoặc là ra Tết thì là nó cực sung luôn. Đấy, thì chim nào cũng vậy, khi vào mùa ghép đôi thì bao giờ cũng sung. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các bác là cái mẹt bịp hai mặt, mẹt ăn, mẹt hàng VIP, hàng đỉnh cao luôn. Chất lượng nói chung là đồng tiền đi đôi với chất lượng. Các bác mua hàng bên nhà em yên tâm nhé. Còn cái lụp bìm bịp thì cũng sắp hết hàng rồi, chuẩn bị lại hàn tiếp các bạn. Tại vì đang làm cái lụp cuốc đây, như hôm nay gửi cho một bác gì ở đâu đây. Đây cái lụp bìm bịp các bạn, đóng rất chi to khủng bố. Bác này là bác Tuấn ở Long An. Đấy, gửi cho bác cái lụp bìm bịp và kèm theo áo nữa. Áo của nó là 100.000 một cái. Là cái lụp bìm bịp này là 1.700.000 các bạn. Như cái video lần trước em đã báo giá rồi. Đấy, thì bác nào cần cái mẹt ăn treo cây này nhá, cứ liên hệ em nhá. Em sẽ để số điện thoại góc phải màn hình cho các chủ động liên hệ. Xin chào toàn thể các bác nhá. Rất mong được sự ủng hộ của các bác. Chào các bạn.